Thành phố Hồ Chí Minh, con trai đến chốt kiểm soát khẩn cầu cứu giúp cha tôi, cảnh sát giao thông lập tức có hành động kịp thời. Câu chuyện giúp nhau giữa tâm dịch Covid-19 khiến nhiều người ấm lòng diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 8 ở chốt kiểm soát dịch tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào trưa cùng ngày này, ông Nguyễn Văn Giới, 68 tuổi, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, bị lên cơn nhồi máu tim, có tiền sử bệnh tim nên được đưa vào trạm y tế địa phương để cấp cứu. Cảnh sát giao thông hỗ trợ dìu ông Giới lên xe đặc chủng để đi cấp cứu. Tại đây, bác sĩ sơ cấp cứu và thông báo với gia đình ông Giới đang rất nguy kịch, cần phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị. Sau đó, hai người con trai vội lấy xe máy để chở ông Giới lên thành phố Hồ Chí Minh để chữa bệnh. Xe máy bị hư cũng được đưa lên xe đặc chủng. Tuy nhiên, đến 14 giờ cùng ngày khi đi đến vòng xoay Nguyễn Văn Linh thì xe bị hư động cơ, không thể đi được nữa. Lúc này một người con trai lớn đỡ ông vào lề đường, còn một người em vội vã đi tìm cách để đưa cha đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Do đang trong thời điểm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 không gọi được xe taxi, sau hơn 10 phút không hề nhờ được ai cứu giúp, người em trai chạy đến chốt kiểm soát dịch tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh nhờ các anh cảnh sát giao thông. Cứu giúp cha tôi đang trên đường đi cấp cứu mà giờ xe bị hư, không đi được nữa, mà bây giờ không nhờ được ai chở đi hết. Cảnh sát giao thông đưa ông Giới vào tận khoa cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, đại úy Phan Thành Nghĩa báo cáo về ban chỉ huy, trưng dụng xe ô tô tải năng đặc chủng để đưa ông Giới đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Sau khi hỗ trợ đưa người cha đi cấp cứu, cảnh sát giao thông chở xe máy bị hư và cùng người con trai về đến tận nhà ở xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Xe máy bị hư được đưa về tận nhà ở Long An. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.